Độc đáo chợ củi, gỗ vụn có giá lên tới cả triệu đồng kg ở Bắc Ninh. Khác với chợ truyền thống khác, khu chợ gỗ Phù Khê, thành phố Từ Sơn Bắc Ninh chỉ bán mặt hàng duy nhất là gỗ chắc, hương, lim với giá từ 60.000 đến 100.000 đồng trên kg, những miếng gỗ lớn có thể lên tới cả vài triệu đồng. Chợ Phù Khê, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn Bắc Ninh được thành lập từ năm 2012 và là khu chợ gỗ lớn có diện tích khoảng 10.000 10 m2. Các loại gỗ được bày bán theo khu, mỗi khu chỉ bán một loại nhất định như gỗ chắc, gỗ hương hay gỗ lim. Chợ gỗ là nơi để những người thợ mộc khắp miền Bắc tìm về để lựa chọn những thớ gỗ phù hợp với sản phẩm của mình. Phía trong khu chợ với khoảng 200 gian hàng chủ yếu chỉ bán gỗ chắc, hương. Để đáp ứng nhu cầu của thượng khách, chợ thường mở bán từ sáng, khoảng 8 giờ cho đến chiều muộn. Giá gỗ tại đây rất đa dạng và phong phú, từ những mẫu gỗ nhỏ chỉ nặng vài cân có giá dao động từ 60.000 đến 100.000 đồng trên kg. Đặc biệt, với những tấm gỗ có kích thước lớn mức giá có thể lên tới hàng trăm cho đến tiền triệu, tùy vào chất lượng gỗ. Gỗ tại chợ rất đa dạng về kích cỡ, phù hợp cho người mua về làm các chi tiết để đóng bàn ghế, tủ hay bàn thờ. Những thanh gỗ như thế này tôi mua với giá khoảng 140.000 đến 150.000 đồng/kg. Đặc biệt, những loại gỗ có vân đẹp được nghệ nhân, thương lái người chung rất ưa chuộng để làm đồ giả cổ. Trong trường hợp dùng để trùng tu phục dựng một chi tiết phù điêu hay tác phẩm cổ thì càng cực kỳ đắt giá các gian hàng bày một đống que, củi, chẳng khúc gỗ nào ra tấm ra món. Nhưng đừng coi thường. Loại gỗ rẻ cũng phải vài chục nghìn đồng cân, có thanh gỗ dài chừng 50cm, đường kính chừng 30cm sâu khi cân xong, những chủ gian hàng thu của khách tới cả triệu đồng. Trung bình mỗi ngày, tiểu thương bán được từ 70 đến 100kg tùy vào sức mua của khách hàng. Những ngày khách buôn đặt mua với số lượng lớn để mang về xưởng sản xuất, tiểu thương có thể bán vài tạ thậm chí cả tấn gỗ. Ngay từ sáng sớm, rất đông thợ mộc tay cầm thước cuộn, đục xén. Từ khắp nơi đổ về chợ gỗ để chọn mua cho mình những mặt hàng ưng ý nhất. Dọc quanh phường Phù Khê, không khó để bắt gặp những mặt hàng gỗ đủ chủng loại được bày bán la liệt tại khắp các cung đường. Khác với những khu chợ truyền thống khác, tại chợ Đồng Bèo, phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn Bắc Ninh là một khu chợ riêng biệt chỉ bán duy nhất một mặt hàng ván gỗ hương với đủ loại kích thước. Khác với những mặt hàng gỗ thông thường, ván gỗ tại đây được ghi ngay trên mặt ván với đủ loại kích thước khác nhau. Bởi vậy, để có một tấm ván gỗ to, cây phải có đường kính rất lớn với niên đại có thể lên tới hàng trăm năm thì vân gỗ mới có giá trị thương phẩm cao. Với những nguyên liệu gỗ thô sơ, sau khi qua bàn tay chế tác của nghệ nhân trong làng sẽ trở thành các tác phẩm mỹ nghệ hoặc đồ gia dụng từ bộ bàn ghế mộc, tủ rượu, bàn vi tính. Có thể có giá từ 50 đến 500 triệu đồng. Điều này đã tạo nên giá trị kinh tế rất lớn cho sản phẩm, khắp đường làng ngõ xóm không khó để bắt gặp những xe củi gỗ chắc được chở nườm nượp lên chợ để bán cho thương lái và cánh thợ. Với những giá trị đặc sắc đó, đến nay phường Phù Khê đã có nhiều sự đổi thay rõ nét từ những ngôi nhà cao tầng khang trang san sát, các cửa hàng kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ tấp nập người bán kẻ mua, đường giao thông trải áp phan, bê tông rộng mở, rộn ràng cờ hoa, diện mạo phường Phù Khê ngày càng văn minh, hiện đại.